Ngọc Tâm Mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HTD News Chính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Công nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc Công nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Ukraine ngay dài nhất, cuộc phản công sẽ định hình lại châu Âu. Kính thưa quý vị, tờ The Economist mới đây có nhận định cuộc phản công sắp tới của Ukraine có thể định hình quốc gia này và cả châu Âu. Kết quả cuộc tổng tiến công mùa xuân của Ukraine có thể được quyết định trong 24 giờ đầu tiên, theo Carrier International. Còn tờ El Express của Pháp thì cho rằng sử sách sẽ ghi lại tên Vladimir Putin trong danh sách các nhà độc tài khát máu và kẻ thừa kế của Stalin một ngày nào đó sẽ phải trả lời trước tòa án quốc tế. Không thể dùng thứ cho việc xâm lược một nước khác. Thời cơ để Kiev phản công Hàng vạn binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị vào chiến dịch, kiểm tra các trang bị viết những lá thư có thể là cuối cùng. Người ta không thể biết được khi nào và ở đâu. Nhưng Kiev sắp sửa tung ra được phản công đã lên kế hoạch từ lâu. Chống lại quân xâm lăng đã chiếm đóng bất hợp pháp gần một phần năm lãnh thổ và cướp đi rất nhiều sinh mạng. Có lẽ thời cơ chưa bao giờ thuận lợi cho Ukraine đến như vậy. Quân địch đã yếu đi trong hai tháng cố sức chiếm lấy Bakhmut mấy chục ngàn lính nga đã phải bỏ mạng và đến nay Moscow vẫn chưa thay thế được Vladimir Putin thông qua một luật mới để đưa đến nhiều bia đỡ đạn hơn nhưng còn nhiều tháng nữa những tân binh kém may mắn của ông ta mới có thể sung trận Kiev đã nhận được nhiều vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO xe tăng hóa tiễn có độ chính xác cao những khẩu pháo hỏa lực mạnh hàng triệu viên đạn những chiến đấu cờ được gửi sang, nhưng chỉ từ Ba Lan và Slovakia. Ukraine có thể làm gì để tận dụng lợi thế? Theo The Economist, cần phải cố đánh gãy, hoặc ít nhất là làm ngưng lưu thông trên chiếc cầu Kursk, nối Crimea với Nga, niềm tự hào của Putin. Không còn cây cầu này, bán đảo bị Nga chiếm năm 2014 sẽ trở nên rất dễ bị tổn thương tái chiếm Crimea để tạo lợi thế đàm phán. Chiến trường rất yên tĩnh trong năm tháng qua, kể từ khi Kiev đẩy lùi quân Nga qua bên kia sông Dnipro ở Kherson vào tháng 11 năm 2022. Đây là điều không tốt cho Kiev vì nguy cơ rơi vào một cuộc xung đột đóng băng trước một ranh giới đầy những thách thức ở miền Nam và miền Đông. Bên cạnh đó, công mất hầu hết lối ra biển vấn đề lớn cho một quốc gia lệ thuộc vào xuất khẩu. Tốt nhất là bước vào cuộc đàm phán trong tương lai với lợi thế về Crimea. Tuy nhiên, rủi ro cũng rất lớn. Kiev chỉ có một số ít hỏa tiễn địa không để đối phó với các oanh tặc cơ Nga. Dọc theo hầu hết chiến tuyến, Moscow đã cho đào vô số chiến hào và bố trí những chướng ngại vật kiên cố, loại được gọi là răng rồng lực lượng tấn công phải đồng đảo hơn nhiều so với quân phòng thủ. Và Ukraine chỉ có thể tập trung binh sĩ tại một số khu vực hạn chế. Dù có xuyên thủng được hàng phòng ngự của địch, thì cũng phải rất thận trọng, kể cả nguy cơ bị bao vây. Tuần báo cho rằng Kiev và phương Tây cần chuẩn bị cho một kết quả khiêm tốn, thậm chí là tệ hại. Ngay cả nếu phá vỡ được cầu Kersh, chưa chắc Putin đã chịu ngồi vào bàn thương lượng. Ông ta hy vọng kéo dài cuộc chiến để các nước ủng hộ Ukraine phải chán nản. Các đối tác của Kiev cũng không nên cho rằng cuộc phản công sắp tới sẽ là trận cuối cùng, mà cần hỗ trợ cho những đợt tấn công khác. Và để răng đe Putin, cũng phải làm cho ông ta hiểu rằng phương Tây sẽ còn hỗ trợ Kiev trong nhiều năm tới. Mỹ và Anh Quốc, kể cả Nga đã cam kết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine hồi năm 1994, nhưng lại chẳng làm gì cả khi Putin trắng trợn chiếm Crimea năm 2014. Những bảo đảm sắp tới phải rất thiết thực. 24 giờ đầu tiên của chiến dịch, ngày dài nhất cho Ukraine. Carrier International, dịch bài viết của tạp chí Mỹ Foreign Policy, nhận xét. Kết quả cuộc tổng tiến công mùa xuân của Ukraine sẽ được quyết định trong 24 giờ đầu tiên, có thể đánh dấu một bước ngoặt cho cuộc chiến này. Đây sẽ là ngày dài nhất của quân đội Ukraine, như tên siêu phẩm nổi tiếng của Hollywood về cuộc đổ bộ lên Nomadai. Giải pháp duy nhất để tránh một cuộc chiến tranh tiêu hao là đánh phủ đầu làm tê liệt đầu não của địch, gieo rắc kinh hoàng khiến cho quân Nga tháo chạy bất ngờ chiến thuật, chỉ huy sát sao trên trận địa và tinh thần binh sĩ là những yếu tố sống còn trong vòng 24 tiếng đồng hồ đầu tiên. Tờ báo thử đề nghị kịch bản, những đoàn xe thiết giáp dứt rạng đột phá vào nhiều phòng tuyến của Nga, nhanh chóng đánh tập hậu và đe dọa các sở chỉ huy, trung tâm tiếp liệu, gây hoảng loạn và làm tê liệt quân Nga. Đó là tình hình từng diễn ra trong đợt tấn công thân tốc ở Kharkiv tháng 9 năm 2022. Lúc đó, pháo được Ukraine dội ô ạt, chỉ huy tàn rã, viện binh Nga không kịp đến. Chỉ trong 10 ngày, Kiev tái chiếm được 6.000 km vuông lãnh thổ. Lần này Kiev cũng phải giấu thật kỹ ý đồ tấn công, bảo đảm rằng địa điểm được chọn có thể bị chọc thủng nhanh để thâm nhập sâu hơn, chiếm các trục đường quan trọng. Xe tăng, himars, bơm hơi để đánh lừa quân nga. Chiến tranh còn là mưu mẹo. The Economist giải thích dứt ràng đã dùng xe tăng và những khẩu pháo giả để lừa địch như thế nào. Từ đầu của cuộc chiến, cả hai bên đều vận dụng những thủ thuật để đánh lừa các phương tiện giám sát của đối phương, vốn ngày càng hiện đại hơn. Quân đội Nga nhiều lần loan báo đã phá hủy các khẩu pháo phản lực HIMARS có tầm bắn chính xác đến 100 km do Mỹ viện trợ. Còn Ukraine khẳng định loại vũ khí đáng sợ này vẫn nguyên vẹn. Dường như cả hai bên đều có lý, vì có cả một đội HIMARS giả làm bằng gỗ đặt trên xe tải. Ngay từ đệ nhất thế chiến, khi những chiến xa bắt đầu xuất hiện đã có những mô hình được căng trên không gỗ để gây nhầm lẫn. Nhưng ngày nay, với các drone và vệ tinh, cần phải tinh tế hơn. Tổ chức phi chính phủ Provenance Dream của Ukraine có tên tiếng Anh là Come Back Alive, trở về an toàn, từ năm 2018, đã cung cấp cho các chiến binh những vũ khí bơm hơi, loại dùng để tập trận so với các khẩu pháo giả làm bằng gỗ, phải dùng nhiều mảnh ghép lại và đặt trên xe tải. Loại này làm bằng ni lông rất nhẹ, có thể đặt gọn trong một túi ba lô. Một kỹ sư làm việc cho công ty Inflatex của Cộng hòa Séc cho biết chỉ cần gắn ống hơi vào là 10 phút sau đã có được một chiếc xe tăng. Chiến xa, pháo, súng Mỹ hầu như đều phải có thể nhái dưới dạng bơm hơi. Người Nga cũng có tiếng về nghệ thuật nguy trang Maskrovska Một nhà máy khinh khí cầu Làm ra những mô hình tiêm kích bơm hơi Xếp thành hàng Để tạo hình ảnh một căn cứ không quân Quân đội Ukraine trông cậy vào những vũ khí giả Để đối phó với việc Drone Lancet của Nga Tấn công vào pháo binh của mình Những drone này Có giá 50.000 đô la còn một khẩu đại bác M777 của Mỹ trị giá đến 4 triệu đô la. Lừa địch đánh vào đồng giá không chỉ tránh được thiệt hại mà còn làm cho kẻ thù kiệt quệ về nền kinh tế. Bị cáo Putin đứng dậy liên quan đến Nga, tờ El Express của Pháp dùng câu nói thường lệ của quan tòa để làm tựa đề bài xã luận. Bị cáo Putin hãy đứng dậy Mọi người đều nhớ rõ những hình ảnh khủng khiếp của cuộc xâm lăng dước rèn. Những xác chết nằm rải rác trên những con đường của thành phố Bucha. Quân Nga đã thảm sát trên 400 nạn nhân vào tháng 3 năm 2022. Những em bé bị giết chết trong nhà hát ở Mariupol. Dù chữ trẻ em được viết rất lớn bằng tiếng Nga, nhưng vẫn bị oanh tạc. Một loạt những thảm kịch ghê tởm gây phẫn nộ. Bị cáo Putin hãy trả lời vì chính ông chủ của Điện Kremlin từ hai thập niên này đã đẩy đất nước của mình vào cuộc chiến, ra lệnh cho quân đội phải đè bẹp Ukraine. Diễn tiến tiếp theo thì như chúng ta đã biết, một dân tộc đã đứng lên kháng chiến, lòng can đảm của Tổng thống Vladimir Zelensky, 14 tháng chiến tranh, những ngôi làng bị sang bằng, chiến tuyến đóng bằng, những xác lính các trẻ em bị đưa sang Nga. Sử sách ghi đầy tên của những bạo chúa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Putin, kẻ thừa kế của Stalin, cũng sẽ xuất hiện trong danh sách các nhà độc tài khát máu. Liệu như vậy có đủ làm dịu cân giận dữ của thân nhân các nạn nhân? Và tất cả những ai mong đợi một sự hòa hợp tại một phân châu Âu đã bị nhấn chìm trong máu lửa? Phải chăng đã đến lúc đưa Tổng thống Nga ra trước tòa án quốc tế, như cựu Tổng thống Serbia, Slobodan Milosevic hay là Charles Taylor của Liberia. Lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC là lời đáp đầu tiên, tuy nhiên chỉ mang tính biểu tượng. Rõ ràng Putin là tội phạm, nhưng ông ta trú ẩn trong pháo đài Kremlin. Không dung thứ việc kéo quân xâm lược nước khác trong tác phẩm Vladimir Putin, bản cáo trạng, cựu bộ trưởng tư pháp Robert Bandinter, 95 tuổi của Pháp, cho rằng phiên tòa khó có thể diễn ra khi Putin còn là tổng thống của nước Nga. Tuy nhiên, cần phải thu thập mọi bằng chứng để dễ chuẩn bị cho ngày ông ta trả lời về những tội ác của mình. Theo mô hình Nuremberg, tại hội nghị Yanta năm 1945, khi đệ nhị thế chiến sắp kết thúc, người Mỹ đã thúc giục mở phiên tòa xử những nhà lãnh đạo của Đức Quốc xã. Stalin cho rằng một viên đạn vào đầu là đủ, còn Churchill do dự, rốt cuộc đã đồng ý với Roosevelt. Chính vào lúc đó, khái niệm tư pháp quốc tế xét xử các tội phạm chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại ra đời. Cũng trên El Express, giáo sư luật Philippe Sant kêu gọi không nên từ bỏ những thành tựu của tòa án Nuremberg. Điều mỉa mai của lịch sử là khi thương lượng để thành lập tòa án này, chính Liên Xô đã đề nghị tội chống lại hòa bình, nhưng các đồng minh lại bác bỏ. Nay thì tội xâm lược đã được nhìn nhận là một trong bốn tội ác quốc tế, bên cạnh tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng. Ông cho rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm quan trọng sau khi tấn công Georgia, chesnia crimea syria putin nghĩ rằng phương tây sẽ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ may thầy ông ta đã lầm giáo sư sand nhấn mạnh rằng cần phải gửi đi thông điệp việc tấn công quân sự một quốc gia khác sẽ không được dùng thứ và sẽ bị truy tố hình sự cá nhân đến tận cấp cao nhất Putin đã chết về mặt chính trị. Dân biểu châu Âu Bernard Greta trên El cho rằng chúng ta cần phải nói chuyện với người Nga, nhưng không phải là với ông Vladimir Putin, vì ông ta đã chết về mặt chính trị. Theo ông Greta, Liên hiệp châu Âu EU không còn giống như cách đây 5 năm vì ông Trump, Covid và Putin. Donald Trump đặt điều kiện cho việc bảo vệ châu Âu. Đại dịch thúc đẩy 27 nước thành viên cùng đứng ra vay 750 tỷ euro. Và chưa đầy một năm sau, Putin đưa quân vào Ukraine, khiến cho EU viện trợ vũ khí cho Kiev. Châu Âu bước vào giai đoạn thứ ba trong lịch sử châu lục, với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tác giả của bài viết cũng là cựu nhà báo tin rằng Nga sẽ không thắng được cuộc chiến này. Trước sau gì, cũng bại trận và chế độ sẽ thay đổi. Nếu chiến tranh với Ukraine kéo dài thêm một, hai năm, Liên bang Nga có thể bắt đầu tan rã. Ấn số khác là hai láng giềng Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ của Nga. Trong khi chờ đợi, nên trao đổi với giới tinh hoa của Nga, trí thức, giới đại học, khoa học, kỹ nghệ để chứng tỏ rằng đất nước của họ có thể có một tương lai khác hơn là làm thân chư hầu cho Bắc Kinh. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư httdnews.btv.a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp